Honda MX125 thay nồi Thái Lan tại tiệm sửa xe khách, cho xe chạy mạnh bốc tiết kiệm xăng nha anh em. Anh em nào xe bị tuột nồi hao xăng, máy kêu và chỉ bán lần này ha. Bao chạy ngon lành cho anh em. Nồi Thái Lan thì anh em biết rồi đó, độ bền gấp 3 lần nồi thường ha. Xe này chủ xe đã bị tuột nồi nha em, làm lại 2-3 lần rồi mà còn không được nha. Nồi tuột rất là nặng. Bên đây Khánh làm một lần một nha anh em, là bao chạy cho anh em luôn. Rất là bền. Đi tour đi phượt vô tư nha anh em. Đây, đang lắp vô để giao xe cho khách. Hey.